Bích xin chào mọi người buổi sáng và chủ nhật nha. Hôm nay thì Bích chia sẻ cho mọi người một cái món bánh ăn vặt, đó là bánh bèo ngọt ăn với nước cốt dừa nha. Ở đây thì Bích đã có sẵn nguyên liệu hết rồi. Đây là bột gạo mà mình xay, mình bỏ trong tủ lạnh tối hôm qua đó. Còn đây là đường, cái nước đường thốt nốt đó. Ở đây là cũng bột gạo nữa. Bột này Bích mua ở chợ nha, mình sẽ trộn chung. Còn đây là mè. Mè này Bích đã rang rồi và Bích đã làm nhuyễn ra rồi đó. Ở đây thì mình có là một lon nước cốt dừa nè. Và đây là ba loại chén mình đổ bánh bèo. Nếu mà mình ăn bánh bèo ngọt á, thì hoặc là bánh bèo mặn á, thì mình đổ cái loại chén gì nè. Bánh bèo mà cái loại chén nhỏ gì là ở quê của Bích đó. Còn đây cũng vậy, đây là cũng loại là bánh bèo chén lớn. Còn cái loại chén mà bánh mẫn như vậy á, là loại cái chén dành cho bánh Huế nha mọi người, bánh mỏng nha. Rồi thì bây giờ Bích mời các bạn vô bếp cùng Bích nha. Bây giờ thì Bích sẽ làm cái phần nước cốt dừa trước nha. Ở đây thì mình có một lon nước cốt dừa nè, 170 ml. Cái phần nước dừa này tiếp Bích nấu 2 lon nha mọi người, 2 lon nhỏ, và thêm vô đây là nửa chén nước, một muỗng muối nhỏ nha. Bây giờ mình bật cái lò lên mình nấu. Và trong đây mình cũng cho là một muỗng bột bắp nha. Bây giờ mình sẽ nấu phần nước cốt dừa này lên. Dưới đây nó thơm nha. Mọi người thấy nó bây giờ nó kiểu kỳ luôn. Bây giờ thì Bích sẽ cho Bích sẽ nếm nha. Mình nếm độ nó hơi mặn mặn nha mọi người, để mình ăn bánh bèo quá. Bánh bèo nó đã có đường, nó ngọt rồi, cho nên là không có nên đường nha. Thêm xíu muối nữa. Cái phần nước cốt dừa thì Bích đã nấu xong rồi. Bây giờ Bích sẽ pha bột nha. Ở đây thì Bích có là đường, cái đường thốt nốt nè, mà loại bánh to như vậy nè. Nó cái thổi nó to như vậy nè mọi người. Bích cho là Bích nấu ra nước đường là 8 cục như vậy đó. Mà mọi người tùy theo mỗi khẩu vị, ai thích ăn bánh bèo mà nó ngọt á thì mình sẽ bỏ đường thêm, còn mình thích ăn bánh bèo nó vừa thôi nha thì mình nấu là 4 cái viên như vậy, là 8 cái bánh đường như vậy nha đó. Rồi bây giờ Bích sẽ pha bột. Ở đây là mình có cái bột gạo mình đã xay sẵn, mình để trong tủ lạnh qua đêm á. Mình sẽ trộn cái bột này lên. Rồi bây giờ Bích sẽ cho cái này á, mình khi mà mình nấu đường á, mình để cho thiệt là nguội nha mọi người, để mình pha bột nha. Bây giờ Bích đổ vô nè, mình sẽ đổ vô từ từ nha.
Sẽ chở hết cái phần nước đường này vô luôn nha. Cái phần bột gạo là cái nước đường đó, thì Bích đã làm tán nhuyễn đó rồi. Bây giờ Bích sẽ cho thêm vô đây là 2 muỗng bột gạo mà mình xay từ gạo ra nha. Mình sợ nó ngọt đó mọi người. Sẽ cho vào đây là 2 muỗng nước. Mọi người muốn cái bánh mà nó vừa ăn á, thì mình phải dùng cái ngón tay của mình thử bột nha, để coi thử đó là cái nước bột đó, nó lại đường của nó vừa ăn. Trước khi mình gói bánh á, thì mình để cho nước thiệt sôi và mình xách chén vô nha mọi người. Đây là cái bí quyết để cho bánh nó xoay á. Mình sẽ đổ khi nào mà hết bột thì thôi nha. Mọi người thấy bánh bèo không? Là Bích đang đổ nè. Đó, nó xoáy ngon như vậy nè mọi người. Đó. Hiện tại mình đang đổ, nó đang đổ nha. Cho nên là cũng chưa có xong gì hết. Mình đổ hai loại luôn. Một loại bánh trắng và một loại bánh ngọt. Đây. Mọi người thấy cái màu rất là đẹp không? Rồi bây giờ cái bánh bèo ngọt này á, thì mình sẽ ăn với lại nước cốt dừa nha. Bây giờ Bích sẽ cho nước dừa lên mời mọi người nha. Đây thì mình nước dừa mình làm keo vậy nè. Càng nhiều nước dừa thì càng ngon nha mọi người. Tiếp đó thì Bích sẽ cho muối mè. Cái này thì mình ăn muối mè thì nó mới ngon, hoặc là đậu phộng, nhưng mà Bích thì thích ăn mè nó thơm hơn, thì mình sẽ rắc lên như vậy. Mọi người thấy hấp dẫn không? Là ngon luôn, ngọt ngọt béo béo, ngọt mà ngọt thanh của cái đường thốt nốt nha. Mình làm đường thốt nốt đó thì nó mới ngon nha mọi người.
là bánh bèo ngọt nước cốt dừa, muối mè rất là thơm. Bích mời mọi người. Video đến đây Bích xin tạm khép lại và hẹn mọi người video kế tiếp. Cuối tuần Bích chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc bên người thân. Và Bích cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Anna Cuộc Sống Mỹ. Mọi người hãy ủng hộ cho kênh Anna Cuộc Sống Mỹ bằng cách subscribe, like và share. Bích cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye mọi người.